xin chào ngày mới đại gia đình mến yêu của Hiển chơi vlog nha. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú anh chị em cùng bạn bè thân mến, thì ngày hôm nay lại một lần nữa Hiển với phó bếp được cái vinh hạnh là đến giữ cái lễ cưới của đứa cháu con của hai vợ chồng của đứa em này thì quen với Hiển với phó bếp là hơn 30 năm rồi. Thì ngày hôm nay Hiển đến đây để mà cùng ghi lại những hình ảnh của cái ngày lễ du quy của đứa cháu, rồi mình cùng trải nghiệm để xem cái người Việt sống tha hương ở Úc này làm lễ cưới rồi này kia nha các bạn nha. Mà các bạn cùng đồng hành nha, mà các bạn. Đây, phó bếp làm viên kìa, chụp cái hình nha cho phó bếp nha. Đó. Đỏ trắng nha, cũng dễ thương. Cái này là chuẩn bị nhập tiệc. Bà có chút xíu là uống mấy ve rồi này kia, nó cao thủ không á. Thấy không, giờ là biết thủ cao rồi. Ở phía bên này có con bò quay. Ủa vàng nè. Cái này là mình lấy dĩa đó, mình lấy được rồi đó. Chốc lát nữa đây, khoảng nửa tiếng nữa thì bạn bè khách khứa sẽ tới để mà cùng khui con bò này, con bê này, bê thui. Thường thường mình ở đây mình làm mình quay cỡ 30 kg. Con bò này là mười mấy ký thôi. Phụ hở thêm thịt xúc xích đồ thêm. Người Việt xa quê mà, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái cuộc sống mình thích nghi thôi. Đó. Thì các bạn thấy cái cổng cưới cũng vậy, ở đây là hoa nồi này kia giả thôi chứ đâu có lá dừa đúng đỉnh đồ. Nhưng mà điều kệ cũng vui. Rồi bây giờ phó bếp ghi hình ảnh ở phía trong của mấy chị em đi. Quá xá một cái nồi, hai cái món này là thấy là đủ phê rồi. Đây. Má con dâu. Dâu. Đây rực rỡ, màu đỏ, màu xanh, màu hồng. Chờ eo này chuẩn eo luôn. Rồi ai đó nữa lại đó kìa. À, không chị đám cưới ở hải ngoại nó khác hơn đám cưới ở trong Việt Nam mình, là các bạn thấy cái điều gì không, là hầu như phụ nữ ai cũng thích mặc áo dài chứ không có mặc áo tầm nha. Nó hầu như là ai cũng thích mặc là chiếc áo dài, cái ngày trọng đại mà nó rất là hay. Mình nữ quá mà không được chứ không được lấy bộ này. chưa mang guốc mà, mang guốc chưa. Anh này là ông bà thím của cô dâu. Khỏe khỏe chúng ơi. Vô chúng ơi. Đứng cho nó hết. Đứng hình chữ V á. Nắng chút xíu, không sao. Không sao, cũng đẹp. Đúng rồi. Vừa khung luôn á. Vừa luôn, bóng thì vô chụp. Chụp luôn Thanh. Rồi, chụp nha. Chụp gái. Mới ăn một mình hả? Trời ơi. Về tặng anh Bảy. Sắp tài. Đây đẹp rực rỡ luôn. Đó, ôi ôi cái nè. Thấy chưa? Xích qua đây mọi người, xích qua đây. Đó. Rồi. Nó về nhà mà nó nói nhiều người quá nó bất cỡ. Cái cô dâu rồi, cái bình dân.
nay là ngày 3 tháng 3. Tôi xin thay mặt đại diện cho gia đình họ nhà trai có mấy mâm lễ vật hôm qua đây để xin rước dâu về nhà trai. Nên đại diện nhà trai của nhà gái xin chào. Mấy mâm pháo tay lớn lớn lên các bạn. Qua không có gì, cũng có món quà tặng cho hai con, chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Chúc hai cháu được trăm năm hạnh phúc nha. Cái này là cái của hai ly nha. Cái này là của con hai. Rồi anh xác chị xác vô luôn. Ừ. Cái này là của con hai. 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 Cái
này là khuyến mãi nè. 1, 2, 3. Đây bây giờ tới anh cô dâu. Hai anh cô dâu. Cô chú anh chị là giới thiệu chú rể mời rượu là xong. Dạ. Thì bây giờ mời các quý vị hay đàn trai gái ra dự tiệc. Là ngày mai sẽ ra nhà hàng. Dạ. Thời gian ra nhà hàng là 3:30. Có mặt tại đây để ra nhà hàng. Cô dâu chú rể đãi mình. Cho chàng hót tay. Đây, nắc ly lên mời 1, 2, 3 vô cái con này cho sớm con nè. Vô. Đâu, sao? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3
cả đâu. Ở trong kia vô quá trời kìa, 1, 2, 3 vô coi. Khoan, xin lại nha, 1, 2, 3 vô. Thương nhất là mấy người này, đây, mấy người này thương nhất nè. Đó. Thấy chưa, cái đội ngũ rửa chén nó sẽ chưa. Chị cả rất là giỏi nha. Chị Đại quá giỏi luôn. Đó. Bây giờ mình chuẩn bị đi lên xe bus để bắt đầu đi ra city dự đám cưới. Người đầu thấy đẹp rực rỡ luôn đây. Rồi bây giờ mình giờ tập trung rồi đi ra xe bus. Bữa nay là bắt đầu đi ra ngoài nhà hàng giữ một cái tiệc hoành tráng nha. Bữa nay ăn đồ Tây nha. Đây xe này thì rước vô chú rể, còn mình thì đi xe bus. Chánh biết cho biết cảm tưởng cái đi ăn cưới kiểu này vui không? À, thật sự ra mình dự tiệc cái kiểu này cũng rất là tiện lợi, tại vì mình bao chiếc xe bus 50 chỗ ngồi, gia đình lên xe bus ngồi chở đi tới đó ăn uống thả ga khỏi sợ mất bằng lái đó, về người ta sẽ chở mình trả về đây. Lên đi, lên trước đi, giành chỗ ưu tiên đi. Quá xá là vui, trời đất ơi. Đây, mình tới cái khu shop rồi, khu shop nhí nhí này không nha, ở đây nhà nhỏ nhỏ không à. Thịt giống như dạng thịt rừng á, shop này nó bán mấy cái thịt giống như là mấy thịt rừng á. Nào giờ chưa có tới nó chưa biết, ai không biết nữa. Và bên đây một chiếc, bên đây một chiếc, chiếc của bên đàn trai, chiếc của bên đàn gái. Hello, tới nơi rồi. À, thấy chưa, thấy phó bếp chưa? Oh, yeah.
đẹp quá trời cái biển này. Alo chú rể. Quá này Dương á ha. Đêm em bảo đông. À, mình đi dự nhà hàng Tây thì nó khác hơn nhà hàng của người Việt với người Hoa nha. Tại vì nhà hàng Tây là phải đúng giờ. Đúng giờ họ mới cho mình vô. Tại vì có nhiều khi cái sự sắp xếp của họ, họ phải bài bản đúng quy trình. Mình vô sớm một phút người ta cũng không cho nữa. Đó, nó vậy đó. Đúng rồi, bây giờ nếu mà mình đứng ở phía này mình cứ chờ chừng nào mà tới giờ là mình mới vô được. Đây, đoạn này là nghỉ qua nè. Anh cho biết cảm nghĩ của anh dự đám cưới Úc thấy sao anh? Biển thì giống thịt. Biển thì giống thịt á. À, này dân ở Hawaii cũng biển nha. Biển đó giống thịt bên Mỹ. À, đâu qua thấy phụ nữ Úc là như thế nào? Đó. Rồi. Phụ nữ bên Úc thì với phụ nữ bên Mỹ giống thịt. Còn phụ nữ Việt Nam thì sao anh? Phụ nữ Việt Nam sao? Giống thịt. À, phụ nữ Việt Nam cũng giống thịt. Phụ nữ ở Úc bên Mỹ luôn hả? Các cái chỗ là phụ nữ Việt Nam không có nói tiếng Mỹ. Hay quá. Rồi bây giờ mình đi vô. Đây rất là dễ thương nha, có cái bảng cái tên của cô dâu chú rể ở phía trước nè. À, quá sáng là dễ thương luôn. Can I please ask everyone to stand to welcome our beautiful bride, me. Thomas, will you take me to be your lawful wedded wife? Do you promise before your family and friends here today that you be to her a true and devoted husband? Do you promise to be true to her in sickness and in health, in joy and in sorrow, in good times and in bad, and to always stand by her for the rest of your lives together? Thomas? I do. Me, will you take Thomas to be your lawful wedded husband? Do you promise to be true to him in sickness and in health, in joy and in sorrow, in good times and in bad, and to always stand by him for as long as you both shall live? I do. I'm now going to ask you to exchange wedding rings. Now, a wedding ring is the shape of a circle, a symbol of love that is never ending. It is the seal of the vows that you have made to each other today without end. So, by the legal authority invested in me and the Commonwealth of Australia, I can now officially declare Thomas and me as husband and wife. Thomas, you may now kiss your beautiful bride. Friends, I'd like everyone to get up to show Thomas and me a lot of love and support today with the petals as well. So is everyone ready? So family and friends, I would like to present to you one more time, Thomas and me as husband and wife. Thomas, you may now kiss your beautiful bride again. Stand by. One, go. Than that, isn't it? All right, let's do it again. 1, 2, and 3, go! Yeah, boy! In a while, for the dark is the light. Cái này là phong cách của Tây. Ai thích cái gì thì bưng cái đó thôi, nó người ta phục vụ tận răng luôn.
thử coi. Theo nó pha cũng ngon, ấy uống cũng ngon hết. Giống như nước chanh nhà làm. Giỡn hoài ngon chứ. Nè. Giống như là nước nước sơn là nước ngon mà nó nước chanh. Phản đối, phản đối. Sau lưng họ bưng đồ ăn tới để mình bốc ăn chơi nè nè, đó. Đây mình có một cái bánh này để họ giống như họ cho mình ăn nhẹ. Rồi một lát nó mới giờ tới chồng. Cái này nó trái cây. Đúng rồi, cốc teo. Cốc teo hả? Mà nó có trái cây nè. Mà thấy ngon không? Ngon. Thích, thích. Đúng không? Ngon không? Có, có. Thích bò hả? Thấy trên bàn thì ngoài đồ ăn chén muỗng niễn đồ này kia thì họ để sẵn một ly nước lạnh với một cái bánh ngọt, nó có nến lung linh rồi nữa nha. Đây các bạn thấy phong cách Tây nó khác liền ha. Thì một bàn cũng 10 người nhưng mà họ xài cái bàn dài chứ không có xài cái bàn tròn giống như người Á Châu mình. Quá trời hay đó, bên đây là cái bàn để mà người ta phục vụ mình nước nôi ly tách rồi. Tại xa là cái view biển quá đẹp luôn các bạn thấy không? Và bà con cũng đang ngồi chơi ở ngoài cũng thoải mái vô tư. Rồi. Quý vị và các bạn thân mến, thì cái buổi tiệc cưới của đứa cháu mi con của hai đứa bạn đây giờ đến đây thì cũng xong rồi nè. Giờ gia đình chuẩn bị lên xe bus để mà trở về. Đó, clip đó thì hiện cho biết xin phép tạm kết thúc nha. Mến chúc đại gia đình có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye. Đó. Vui quá đi đây.
có một cái nhân vật này nữa. Đi đâu rồi? Đây, xe bus cũng vừa tới rồi các bạn ơi. Đó, bắt đầu mình lên đi luôn. Rồi, bà con ngồi ghế cũ nha, chỗ cũ nha. Rồi, đi lên xe bus. Rồi, lên xe các bạn ơi. Về thôi, về thôi. Chỗ đấy hả? Chỗ cũ ráng chịu nha. Bye. Bye.